Đây là đơn hàng của bạn có Facebook là Ngọc Môn, bạn tên là Nguyễn Hồ Bảo Ngọc. Bạn có đặt ở bên shop đồ dùng học tập một đơn hàng trị giá 135.000 và bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và bây giờ shop sẽ tiến hành quay video gói hàng cho bạn, bao gồm những sản phẩm như sau. Đầu tiên là một chiếc bìa kẹp Doraemon trị giá 35.000, một kệ đựng bút trị giá 40.000, một giấy nhớ băng cá nhân trị giá 15.000 và một chiếc bút Doraemon trị giá 10.000. Và với đơn hàng của bạn thì shop có tặng bạn cho bạn một chiếc hình xăm. Và bây giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Các bạn có thể thấy shop sử dụng cái giấy chấm sốc để bọc gói hàng cho các bạn rất là cẩn thận. Rồi, bạn Bảo Ngọc, bạn có thể sử dụng cái mã vận đơn này tra trên vietnam.bot để kiểm tra đơn hàng của bạn đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Bảo Ngọc. Shop cảm ơn bạn Bảo Ngọc đã ủng hộ shop. Shop chào các bạn.